trà kem hay mì xính nó đều chứa muối natri đúng không nào? Nó là một cái dạng muối thôi, nó vẫn là một cái dạng muối, cho nên là nếu là chúng ta ăn nhiều hạt nêm vào mì xính, có thể chúng ta đang vượt quá cái ngưỡng mà Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo đấy. Khuyến cáo có 5 mg muối trên một ngày, nhưng mà thông thường người Việt của chúng ta sẽ phải ăn gấp cái đó khoảng 4 đến 5 lần cái số lượng muối mà được khuyến cáo. Nên là cho dù hạt nêm hay mì chính thì nó đều có đều đều chứa những cái dạng muối ở trong đó. Nên nếu như chúng ta đã ăn hạt nêm và mì chính rồi thì chúng ta cần cân đối cái việc mà chúng ta cho thêm muối vào trong cái món ăn đó. Hoặc là chúng ta ăn thêm muối ở những cái thực phẩm khác thì nó đã chứa quá nhiều muối rồi, và người ta nói là giọt nước thì tràn ly đấy. Nếu như chúng ta ăn quá nhiều như vậy thì mỗi năm chúng ta có nguy cơ tăng khoảng 5 mm thủy ngân. Thì hãy tưởng tượng là năm nay chúng ta 30 tuổi, huyết áp của chúng ta là 120 trên 80 mm thủy ngân. Thế mỗi năm nó tăng 5 mm thủy ngân đúng không ạ? Thì khoảng 5 năm là nó đã tăng là 25 mm thủy ngân. 10 năm thì nó đã tăng là 50 mm thủy ngân. Thì 120 cộng với 50 thì nó sẽ ra 170. Thì có phải là khoảng 10 năm sau mình đã có cái nguy cơ mà nó bị tăng huyết áp không ạ? Thì đấy là cái hại của những cái dòng chúng ta ăn quá mặn, quá nhiều muối, hoặc là chúng ta có dư thừa cho nhiều quá những cái hạt nêm và mì chính. Chúng ta nghĩ rằng là nó không có muối, nhưng thật ra bản chất nó chính là những cái loại muối mà nó đã có đủ độ mặn rồi. Thế mà chúng ta còn nêm thêm cả muối nữa, thế là chúng ta có một cái bữa ăn rất là mặn đúng không nào? Và một cái lưu ý nữa đó là nó không thể thay thế cái muối iốt được. À, trong hạt nêm hay trong mì chính nó không có muối iốt. Nên là nhiều cái bệnh tuyến giáp ấy nó sinh ra từ cái chế độ ăn mà chúng ta bị thiếu iốt. Thế nên là đối với muối chúng ta vẫn cần, hạt nêm chúng ta ăn để nó ngon miệng hơn, nhưng muối chúng ta vẫn cần để bổ sung để có cái lượng iốt đi vào trong cơ thể. Thế nên là rất là nhiều người nghĩ rằng là hạt nêm thì đủ rồi, không cần phải bổ sung nữa, thì chúng ta lại bỏ lỡ mất cái muối đấy. Thì có hai cái sai lầm này, có hai cái thiên hướng sai lầm. Đó là thiên hướng thứ nhất là chúng ta cho hạt nêm rồi chúng ta nêm thêm quá nhiều muối nữa, thế nó thành mặn quá, thì nó nhiều muối quá nó gây kích thích cái việc mà chúng ta dễ bị các cái bệnh lý liên quan đến huyết áp đúng không nào, rồi các bệnh vấn đề về tim mạch, rồi các bệnh lý liên quan đến thận nữa. Ngoài ra này, có hướng thứ hai đó là chúng ta chỉ dùng hạt nêm mà không sử dụng muối. Thì cái hướng này cái gì mà cứ thiên lệch quá một bên là kiểu gì cũng sai ấy. Thế thì khi mà cái hướng này thì chúng ta lại thiếu iốt cung cấp vào trong cơ thể. Ngoài cái việc mà chúng ta bổ sung cái muối chứa iốt thì chúng ta có bổ sung hải sản này, rong biển này, sữa cũng chứa iốt nhá, và đặc biệt là muối iốt được bổ sung này, trứng này, thịt gia cầm này. Đấy, những cái loại đó nó cũng có chứa iốt, nên là trong cái chế độ ăn của chúng ta, nếu như mà chúng ta ăn đủ các cái nguồn đó, hoặc là các loại đậu nữa cũng cung cấp cái iốt cho cái việc sản xuất hormone tuyến giáp. Và nếu như mà không có hormone tuyến giáp nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái tuyến giáp và ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Đấy, thế thì các cái nguồn đó là nguồn cung cấp iốt chính cho chúng ta thì chúng ta ăn. Đấy, nếu như mà chúng ta ăn đã nhiều rong biển này, chúng ta đã ăn nhiều hải sản rồi, chúng ta đã ăn nhiều trứng rồi, chúng ta đã ăn thịt gia cầm rồi thì cái lượng muối iốt chúng ta cũng có thể giảm xuống một chút, không cần thiết phải quá nhiều. Thế đây là cái đủ iốt cho sức khỏe của chúng ta, bởi vì trong hạt nêm ấy nó không có iốt. Và nếu mà chúng ta dùng nguyên hạt nêm thì nó sẽ là không tốt đúng không ạ? Chúng ta vẫn cần iốt để tham gia vào những cái hoạt động của các cái hormone tuyến giáp.